Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái dạng bài liên quan đến đường tròn và đường thẳng trong phần hình lớp 10, đó là tìm giao điểm của đường thẳng với đường tròn nếu có. Tức là khi mà một đường thẳng nó cắt qua đường tròn ấy, hoặc là nó tiếp xúc cũng được, nhưng nói chung là nó có giao điểm, thì ta sẽ tìm ra cái tọa độ của giao điểm nó như thế nào. Được chưa? Nó là một dạng bài tập thôi, không phải lý thuyết gì cả. Ở đây bài toán thì cho đường thẳng delta 2x trừ y trừ 5 bằng 0, và cho đường tròn c x bình cộng y bình trừ 20x cộng 50 bằng 0. Thì người ta hỏi rằng xét vị trí tương đối và tìm giao điểm nếu có. Xét vị trí tương đối và tìm giao điểm nếu có. Đối với cái câu hỏi gộp hai ý như thế này là vừa xét vị trí tương đối vừa tìm giao điểm, thì ta cũng không cần làm cái vị trí tương đối riêng ra đâu, không cần phải tính khoảng cách từ tâm y cho tới đường thẳng rồi so với bán kính đâu, mà ta cứ giải luôn tìm giao điểm. Nếu mà có hai giao điểm là nó cắt nhau, nếu một giao điểm là tiếp xúc, không giao điểm là nó ở ngoài. Đây, tại vì ý tưởng ở đây là cứ đi tìm giao điểm luôn. Ý thứ nhất, có hai giao điểm để suy ra cắt tại hai điểm phân biệt. Thế còn nếu mà nó có một giao điểm suy ra tiếp xúc, trường hợp mà nó có không giao điểm để suy ra nó không cắt, không tiếp xúc. Được chưa? Mình vẽ. Nếu mà mình giải mà nó cứ hai giao điểm là nó cắt, còn nếu mà nó một giao điểm là nó tiếp xúc, còn nếu mà nó không giao điểm là nó không cắt. Thế thôi. Cái cách giải luôn giao điểm là gì? Đó là từ delta mình sẽ tính x theo y hoặc tính y theo x nha. Y sẽ bằng 2x trừ 5. Tính y theo x rồi thay vào phương trình đường tròn, thay vào phương trình đường tròn thì sao? X bình này, y là 2x trừ 5 bình phương này trừ 20x này cộng 50 bằng 0 này, đó thành x bình phương cộng 4x bình phương trừ 20x cộng 25 trừ 20x cộng 50 bằng 0, thì 5x bình phương trừ 40x cộng 75 bằng 0, rút gọn đi còn x bình phương trừ 8x cộng với chia cho 5 được 15 bằng 0, để giải ra một cái x bằng tổng bằng 8 và tích bằng 15 là 5 với 3. Yeah. Thế 5 rồi thì suy ra y bằng mấy? Lấy 5 thay vào đây là 5, còn y ở đây là bằng mấy? 3 thay vào đây là bằng 1. Vậy thì đây suy ra có hai giao điểm là điểm A có tọa độ 5 5 và điểm B có tọa độ 3 1. Khi kết luận về giao điểm thì ta phải kết luận rõ tọa độ của hai điểm giao. Còn nếu nó tiếp xúc thì mình phải tìm rõ cái tiếp điểm M ấy ra. Được chưa? Đấy. Như vậy là cái bài toán là tìm giao điểm của đường thẳng với đường tròn thì ta cứ đi tính x theo y hoặc tính y theo x rồi thay vào phương trình đường tròn, nó sẽ ra phương trình bậc 2 một lần. Đến đó người ta bấm máy thôi. Nếu mà nó vô nghiệm thì nó như này, không cắt.
Còn nếu nó có nghịch kép, cái phương trình bậc 2 mà nó có nghịch kép thì nó tiếp xúc. Còn nếu phương trình bậc 2 như điểm mà nó có hai nhiệm phân biệt thì nó cắt tại hai điểm phân biệt A và B. Được chưa nào? Đó. Với cái dạng bài tập này cách làm nó rất là đơn giản.